Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nằm trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Đây là vị trí mà Bộ Tư lệnh Thủ đô được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận các công dân Việt Nam lao động ở Trung Quốc và các nước láng giềng đưa về đây theo dõi và giám sát y tế. Trung tâm này được chọn vì nó nằm cách khá xa khu dân cư, lại đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, sẵn sàng phục vụ cho một khối lượng lớn người tập trung về đây. Sau 14 ngày được sự giám sát y tế của các chức năng, nếu những người dân lao động không bị nhiễm virus corona và có những biểu hiện về nhiễm virus thì sẽ được trả về địa phương. Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tổ chức cách ly 950 người, nhưng trong điều kiện cần thiết, Hà Nội có thể bố trí số người đảm bảo được cách ly lên tới 1.500 người trong thời gian 14 ngày. Hiện nay là đối với cái khu nhà thứ nhất thì gồm có nhà 5 tầng, thì tổng số nhà là gồm có 40 phòng. Đấy, mỗi một tầng thì chúng tôi hiện nay là 9 phòng, thì chúng tôi bố trí 8 phòng ở, mỗi phòng là 16 người. Đấy, 16 người. Đấy, trong đó là còn một phòng để sinh hoạt chung, thì trong đó là bố trí tivi để cho mọi người xem chung và có bàn nước. Cơ sở hạ tầng có thể tận dụng tại địa điểm là bệnh viện hoặc dựng nhà bạt tùy theo tình huống cụ thể. Quy mô mỗi bệnh viện dã chiến bao gồm 120 cán bộ công nhân viên với 150 giường bệnh. Đội ngũ y bác sĩ là các quân y của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cho đến hiện nay thì chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị sẵn các lực lượng như lực lượng cơ động y tế rồi các vật tư y tế để sẵn sàng phục vụ cho cái số công dân Việt Nam mà khi về Việt Nam thông qua cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài. Khu tiếp nhận cách ly ứng phó với những tình huống xấu nhất khi các công dân trở về nước được chia làm hai điểm, bao gồm thị trấn Xuân Mai và thị xã Sơn Tây. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang gấp rút hoàn thành các công việc cuối cùng, chuẩn bị các phương tiện y tế nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch.